Được chưa? Đó, có nhiều cách, tức là hồi nãy nó ba cách đó, Cái thì mình ngày sẽ chuẩn bị cắm lòng ngược là thầy, hả? cái ngày chuẩn bị lòng lòng ngược là thầy. Tháng tháng ngày năm đó, năm trước tháng là ngày. Thực ra vì lý thuyết đó là mình lưu ý này, mình đâu có nó hiển thị, thực ra mình vô đó mình xem, nhưng mà bắt có bao giờ mình đâu có lấy dữ liệu ở đây, nó sẽ lưu giá trị ngày tháng năm đây thôi. Còn khi mình lót ra được chưa, rất là form á, thì mình muốn hiển thị cái gì thì do mình quy định mà, hiểu mình hiểu mà. Cái này vì hệ quản lý cơ sở dữ liệu là thường là cái phần mềm mình không phải xem dữ liệu ở đây đâu, mà mình xem qua các cái form, cái giao diện á, Giờ cái tức là này, mình query ra rồi mình ứng hiển thị cái kiểu gì đó mình hiển thị. cái này mình định dọn ở trong đây trước thì cũng khỏe hơn này. Không, định dạng ở đây nó đâu quan trọng, ở đây nó lưu trữ thôi mà, nó chỉ lưu thôi, chứ còn 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 định dạng là khi mình query đó, mình select ra thì mình dạng thôi. Dạ rồi. Mình hiểu mà, tức là cái này là cái lưu trữ cơ sở, hệ quản trị cái sở liệu là hắn chỉ lưu xuống đây thôi. Còn khi mà em thấy em lập trình đúng không, thì em phải dùng cái loại select á, lấy dữ liệu ra, cái em lót lên form á, thì mình thì cái gì ngày trước hay là tháng trước hay là năm trước là quyền của mình nha. Nên trong này kể cả nhập thì nó trung quân kể đó, cái này là do hệ quản trị cái sở liệu nó lưu thế. Rồi tiếp theo là câu lệnh trang này, insert into, nhưng mà anh có câu lệnh select, cái này rất là hay này, lấy dữ liệu rồi ở đâu từ câu lệnh select á, thì ra sau đó mình tràn vô cái bảng đó, thì câu lệnh này rất là hay này, mình tạo ra một cái bảng nào đó, sau đó mình lấy dữ liệu ở đâu đó mình tràn vô. Rồi ví dụ như là đây nè, hồi nãy là họ tên ngày sinh nè, bây giờ mình lấy những ai mà sinh ở Quảng Nam chứ hà, mình chèn vào đây đó, thì mình tìm những người sinh ở Quảng Nam, sau đó mình chèn một cái bảng lưu sinh viên nè, đúng không, là select này, câu lại này, select mã nó phải là lấy luôn cái này. Rồi sinh viên này. Qua gì nơi sinh, like phần Nam, bây giờ mình tìm thử trước có không, rồi bây giờ kết quả mình tìm mình nhét vô trong cái bảng này đúng không, vô cái bảng đi xong đi chạy cái này 4 dòng quản lý sinh viên có sẵn này, mình muốn refresh lại là mình skill SQL SQL là data rồi. Được chưa? Cái loại này nó rất là hay. Update. Update là mình thay đổi thôi. Mình set cái cột nào điều kiện, điều kiện ở đây mình lưu ý có thể là nó zone điều kiện, nó cập nhật bản này nhưng điều kiện bên bản khác, thì mình dùng mà mình để zone hoặc là mình để where, giống như trước mà mình học cơ sở dữ liệu á, mình dùng phải cái nấu bản á, ví dụ cái cập nhật lại ngày sinh là 1 tháng 1 năm 90 cho sinh viên Tên Thảo, nào viết thử coi này đi, ví dụ cùng chat thử nói cho biết sai đó. Rồi viết thử câu này đi.
Rồi, mọi người biết cái câu này, bỏ gõ không trái này. Rồi, viết lại câu lại nữa thử. Hồ Văn Huệ sai còn đúng là ý đúng rồi đó. Nguyễn Đình Dũng thiếu điều kiện rồi. Thi vô nhái này kìa. Lê Cảnh Vũ đúng rồi đó. Đây đây nè, cái câu này cũng sai luôn nè. Giáo nha là giáo giấy đơn nha, thứ hai là Thảo là có giáo nè, thì mà có nờ trước quý như bạn nào cũng được nè, ngày tháng năm nè, được chưa? Như thế này thì nó cũng vì cái này là đa số là họ đẻ với tay, mà tay thì mình ghi thẳng luôn bằng bằng nờ cũng được, như bằng ghi như thế này cũng được. Được chưa? Rồi, tốt rồi đó. Em ghi như thế này là nó, để thầy chạy thử quay thì nó ra cái gì, nó có hiểu không? Nó có hiểu là là đường thầy à, đổi với nhái này đúng không, cố viên cuộc qua là nó bị cái này. Cái mơ thanh thảo à. Sửa là 1995 đấy hả, để coi thử. Rồi bây giờ mình coi thử Nguyễn Tiên Thảo nó có hiểu không. Bạn sinh viên Trong bọn sinh viên không? đó đó, tiểu Hoa Bắc này. Cái này là edit nha.
Được rồi. Ghi nó vẫn ghi tháng trước, nhưng mà ở đây nó hình dung này, nó ghi là ngày trước tháng sau đúng không, phải ghi năm đây, ta nó vẫn có hiểu được nè. Tuy nhiên mà em sửa lại là như thế này là 10 đây, ta nó hiểu là tháng 10 đúng không, 15 đi, thì ta chịu không? Đó không chị này đúng không, ghi như thế này thì nó hiểu đó là phải năm trước, từ tháng tới mấy ngày đó. Còn ví dụ như em ghi như thế này nè, 10 nè, 15 nè, 20, 20 đây đúng không, thì nó hiểu cái gì, tháng trước hay ngày trước. Tháng trước rồi. Giả sử đi là trường hợp đặc biệt, giả sử năm đây thì nó hiểu tháng trước nè, đó. Nó hiểu tháng trước, update nè, ok này đúng không? Nhưng mà nếu là hiểu tháng trước, bây giờ mình thử tháng 10, 15 đây, nó chịu không? Để coi thử, thử cái nó này đi. Tình báo tháng 10 ngày nào này, nào còn lại về đây nào. Bây giờ thử thì nó có bỏ lỗi được chưa, tức là nếu mà trong câu câu lại ấy của em mà mình truyền cho nó mà năm trước á thì nó hiểu là năm tháng ngày, không nói gì thì mặc định đó nó hiểu là tháng trước ngày sau này. Rồi được chưa? Đó, như thế này, sau này mình nhớ mình ghi cái chủ như thế này. Đương nhiên trong cái giao diện lập trình thì mình có thể mình ép về cái chủ nào đó, được chưa? Ép cho người ta định dạng về cái chủ là đây mình đi chia ra, cái xong mình chuyển qua cái này đó. Còn trong còn khi đơn thuần truyền một chuỗi cái server thì nó tự hiểu đó, mình lưu ý cái trường hợp mình gõ vô cái mình gõ ngày trước tháng sau mình truyền bình thường như thế này thì nó tràn vô đó, thì nó lỗi, thì buộc mình phải làm thế nào để mình lật được, thì mình dùng các hàm daytime, trong này tập mình về mình đọc thêm các hàm daytime ngày tháng năm. Cái này mình định dọn được mà thầy, định dọn bên cái bảng á thầy, Bên cái bảng nào mình định dọn cho xuất hiện ngày tháng năm theo thứ tự luôn. không, mình định dạng là ngày tháng nào nó hiển thị thì thầy biết đâu, tức là mình vô trong đây mình chỉnh nè, cái control panel nó mình chỉnh, nhưng mà khi mình tràn nó vẫn hiểu là như thế, và phải em nữa không, Dạ, đúng rồi thầy. tức là khi thực ra ai ai muốn chỉnh thì vô control panel á, làm chỉnh thì em sẽ nhập là nhập ngày trước tháng sau, nhưng mà lưu ý là chỉnh sao mà phải đóng cái query server mở ra thì nó mới được, nhưng mà mình khi chèn một câu lại nhé, được chưa, khi mà chèn bằng một câu lại thì nó vẫn hiểu là tháng trước. Rồi thì tóm lại để mình lưu ý là khi mà tự nhiên mình theo mình cứ chèn thấy mình 15 tháng 5 đã chèn quá nó cũng mới lỗ mãi là nó hiểu tháng trước, thì mình lật ngược lại, tức là trong cái giao diện của mình á, mình đừng nghĩ lại, hoặc là mình hoặc là người ta nhập như thế thì mình cắt mình xử lý, mình lật ngược lại nha. Rồi tiếp tục cái gì đây, lưu ý là khi mà chèn vô là nhớ là cái tay là biết là phải có n trước, rồi scope case cái này dùng hai nhiều này nếu bây giờ mình select case này thì cái này mình lưu ý là sau này mình được biết nữa. Trong cái phần select là đúng rồi, phải học thêm cái phần này, ví dụ mình muốn hiển thị nam nữ là ta nói hiển thị là true false đúng không, bây giờ mình muốn hiển thị là nam nữ
Thì đó, bây giờ cái cấu trúc khay là như thế này này, cấu trúc khay nó không biết riêng này, nó nằm trong câu lệnh select, nó không không biết riêng được. Update nhật ký số tiền bằng số ngày nhân, nếu mà loại phòng là A thì trả về 100, loại phòng B. Rồi bây giờ mình khay quen này á, thì mình có hai cái cách viết luôn. Khai loại phàm gì đó quen a ten đó, thì ví dụ mình nhớ cái cách viết này nè. Giả sử bây giờ mình viết cái select ví dụ đó, mà mình bây giờ làm thế nào để viết cái lao này, mình viết là nó trả về true false đúng không? Bây giờ mình viết này, hiển thị select ngày sinh thì bản sinh viên giới tính chưa, nhưng mà bây giờ yêu cầu giới tính đó, thì phải trả về là nam nữ. Thì mình viết như thế nào? Giới tính đã là nam nữ thì mình viết cái nào? Bình thường mình viết như thế này thì ra gì? Ủa ra cái gì đây? Tên đất chết ngày sinh trong sinh viên. À đây này đó nữa. Đó đó. Bỏ đây được rồi. Đó. Thì bây giờ làm thế nào để hiển thị nam nữ? Thì làm gì? Khay. Lưu ý là khay là nó phải có an nghe. Rồi. Khay quen giới tính bằng bằng không. Thì gì? Thì gen mình trả về là nhớ là viết for là cứ quen nữa thì giả sử trong đấy có trường hợp giới tính khác nha, thì mình có thể mình đối với trường hợp mình thì cũng có hai quen bằng một thì là nam đúng không, còn yêu trả về là tức là mình hình dung không, trong cái dữ liệu SQL Server thì nó cứ lưu không màu đó, còn sao là nó muốn hiển thị ra kiểu gì là quyền của mình, nó cứ select ra mình xử lý thôi, nó chỉ biết là nó hiển thị không màu cho đơn giản nào, là nó dùng một bit thôi đúng không, còn mình hiển thị nam nữ, mình hiển thị ra giới tính khác thì đó là quyền của mình. Nhưng mà chỗ này vì trường hợp của mình là mình xét nó không một, bây giờ ví dụ mình muốn giới tính khác thì mình chỗ này không một hai chứ hả, thì mình khai báo kiểu khác kiểu kiểu integer chứ, hoặc là teenager. Bây giờ mình chạy thử đó nằm nữa à, cái này mình lưu ý này, mình viết này, mình tập để mình nhớ cái cấu trúc này, ít bữa qua cái phần lập trình thủ tục mình sẽ học lại cái này, có hai cấu trúc rồi. Được chưa? Còn cái chỗ này thì mình add này. Add cho nên không đúng rồi. Đặt tên cột nha, ra chim là hai là dưới cùng. Để ra mình tạo ra cái cột giới tính, tức là cái khay này cả cái này trả về true false, để cho mình đặt cái cột giới tính cho này. Nghe quá thì sẽ chỉ lưu dữ liệu thôi, còn load lên dữ liệu lên là xử lý như thế nào, hiển thị kiểu gì là quyền của mình. Rồi tiếp theo. Bạn này thì nó giả sử bạn có hai bảng như thế này thì mình sẽ thấy nè, mình cái này á, là số lượng nằm ở đây mà đơn giá thì đơn vị tính,
giá thế nào ở đây. À cái này cái nó qua mã hàng, do đó mình muốn biết cái giá thì mình lấy mã hàng, cái đó qua đây mình lấy giá đó. Tức là mình được cái nấu hai cái bảng này với nhau, mình làm như thế nào xét số lượng là giá thành tiền. Đây này cái này update này mình cũng hay dùng này, cái slide này thầy cung cấp cho mình đó. Có thật là khách bình thật luôn mà điện thoại hay sao mà phải ăn tiếp. Rồi cái này thì mình dùng inner zone cũng được đúng không, mình dùng đi trên inner zone này, update bảng này from mã hàng zone nó lại nhật ký bán hàng on thì cái đấu, hoặc là mình cho đây gì from mà mã hàng where mặt hàng chấm mã ký chấm hàng cũng được, các nào được. Nếu là mình đấu bảng là được. Hoặc là dùng tiêu chuẩn cộng cũng được. Hiểu ý cái này thì nó có hiểu không? À, để xóa dữ liệu thì làm gì? Delete thôi, điều kiện thôi. Xóa liên quan tới nhiều bạn, xóa mà sinh viên vẫn ngãi chứ hả? Xóa những sinh viên 19 tuổi thì bảo sinh viên. Xóa rồi. Thì chỗ này ghi của ngày sinh từ 19 tuổi. Rồi viết cái này ra đi, viết cho vui đi, thầy nói viết mày. Viết đây. Viết gọi vô trong chat thử. Ủa là thầy bấm vô Zalo viết này. Hòa mắt mà. Rồi gõ ra đây đi, gõ vô cho hắn nhé. Xóa những sinh viên 19 tuổi. Ngày sinh mà đã lấy 19 thì ngày sinh là ngày tháng năm sinh nhé, chưa được. Pháp làm đúng rồi kìa. Bùi Duy Pháp làm đúng rồi. Gõ qua đây, mình cứ gõ đi, cũng sai. Mới hai người làm gõ vô. Lê Cảnh Vũ đây chưa được.
mình làm dễ mà mình coi thử ngày hiện tại là mình lấy cái hàm gì mình search cho Google đó. Hàm lấy ngày hiện tại của SQL Server là gì hiện tại chứ khi đâu mà 19 tuổi mà Lê Văn Hùng là làm đến 02 dùng lấy ngày hiện tại yesterday. Của ngày sinh mã hoặc chia là không đúng rồi, chia của ngày sinh. Rồi xe nè. Đó, có hàm cái tay này. Ngày giờ tháng năm gì đó. Dạ. Xe đấy cái gì hồi nãy xe đấy nãy cái này đâu có xe đấy à xóa delete đây 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 delete from. Dạ. Wow. Đó, mình thử cái hàm cái đai đi trước đã rồi mới bỏ vô chứ. Chia của cái đai. Chia hồi trước là nói nam này. Mình về mình đọc thêm cái phần hàm trong SQL Server á. Hoặc là mình search trên Google cũng có hết. Chia cái đai từ chia của ngày sinh. Có một số người ngày sinh mở hoạt động chia là không đúng ha. Đó đỏ đỏ chạy đi qua. Chia cái đây có là gì đóng vật là chắc đây 19 tuổi cái này đúng không, không có giờ mua để xóa hết. Rồi. Tiếp theo còn gì nữa không? Rồi. Bài thì nó đơn giản nói sự xóa dữ liệu liên quan tới nhiều bảng thì thực ra là cái điều kiện thôi. Xóa những sinh viên của lớp dữ liệu một đúng không? Xóa thì xóa bảng sinh viên nhưng mà tay điều kiện là lấy tay lớp bằng dữ liệu một thì mình zone nó Chrome này, Chrome đất zone. Mình làm select nhuyễn rồi thì phải cái nào làm đơn giản. Dạ. Rồi truy vấn câu tương thế. Lớp nào mà không có sinh viên thì xóa. Thì mã lớp lớp nào mà có mã lớp nó không nằm trong cái mã lớp của sinh viên thì xóa. Rồi mấy cái này nói chung là mình select được thì mình xóa mấy cái này nó đơn giản. Sinh khai thì à đây cấu trúc. À. Trên cây thì cấu trúc trên cây thì mình lưu ý là trên cây là nó xóa nó chỉ mình xóa mà không có dữ liệu yêu nhưng mà yêu cầu trên cây á trên cây là xóa không chỉ định điều kiện, tuy nhiên là trên cây mình muốn khi mình xóa là mình phải xóa hết mấy quan hệ này kiểu các bạn nè trên cây left from hai cái lại này nó giống nhau. Rồi thì nói sơ cái cấu trúc cái này mình nắm này. Biểu thức khai biểu thức then nó cái này bàn cái này then làm gì đó. Hồi nãy là mình học cấu trúc này. When điều kiện. Dạ, còn cái này là biểu thức ở đây, giá trị ở đây thứ hai so kết với nhau bạn cùng đưa luôn đây, điều kiện luôn. Đó, nam nữ case đó, hai cấu trúc. Rồi bây giờ mình học xong cái này thì mình có bài tập thực hành gì đây? Rồi. Thực hành cũng khá dài. Ừ.
mình lưu ý là mình chỗ nào ví dụ mình tăng điểm đồ lay cái này không được vượt quá 10 nha, 10 mình tăng lên 11 là không được. Rồi thì trong này anh chị có mấy cái này thầy hướng dẫn này, tạo một cấu bản có cấu trúc giống như sử dụng con này select này thầy hướng dẫn đầu này đúng không, chèn tất cả các sinh viên lớp dữ liệu không một vào cái này, tức là mình phải làm theo yêu cầu này. Trong này thì người ta yêu cầu là import tất cả các mình tạo cái quản lý điểm tạm, vì sao như thế này này, mình vô mình tạo cái dữ liệu điểm xong mình vô mình xóa mình sửa rồi mình làm cắt đặt cái rau cái dữ liệu mình nát không có để mình thực hành bằng sao, do đó mình sẽ tạo một cái quản lý điểm tạm xong mình import mấy cái thằng nó vô trong quản lý điểm tạm này ra. Mình hình dung sao đã rồi cái sao đó mình thực hành cái quản lý điểm tạm này. Còn ai mà còn lại mà không làm được cái bước này á, được chưa? Thì mình thực hành tay cái này đi, cái sau mình xóa cái dữ liệu đó đi. Cái rồi mình import lại. Tùy mình. Rồi thử hướng dẫn tạo cơ sở liên quan đi tạm này. Điều quan trọng là new data file. Quản lý điểm. À, gặp ngang tạm đây. À, ok. Cái bây giờ mình mới lái mấy cái bảng này mình bỏ qua đây để mình thực hành mà, đúng không? Thì mình import cái nút phải. À, import. Import đây. Net. Nguồn tải từ server. Server này mình gõ cái tên server vô. Rồi. Rồi. Đích. À, nguồn là quản lý điểm. Net. Đích là cùng SQL server luôn. Rồi, quản lý điểm tạm net. Mình chuyển, mình viết câu lệnh cũng được, hoặc là mình thực hiện cái việc lái tiền công bản này cũng được. Bây giờ mình có cái bản nào, điểm thi học phần khoa lớp sinh viên ví dụ chừng đó thôi, năm tháng này net net finish nó chạy hết rồi nó làm bản. Rồi bây giờ mình có cái này đúng không, làm cái bản này rồi, bây giờ mình có thực hiện cái việc truy vấn ở đây này, mình thèm xóa sự làm dễ làm sao mình xóa luôn cái này, ý tưởng của thầy là đấy đó, được chưa? Bây giờ nhưng mà cái này nó chưa có diagram thì mình sẽ thiết kế tạo diagram cho nó, tức là tạo có chính có ngoại cho nó là diagram này. Nó không cho liên quan tới phân quyền thì cái nút phải vô đây chọn property cho nó, mình chuyển cái này về user a, mình dùng cái user nào á mà nó không chịu á thì mình chuyển về user a thì nó thuộc quyền cho nó cho phép. Rồi bây giờ new data yes, nó hỏi là đây kia tạo có tạo không yes. Đó. Chưa có gì hết, bây giờ mình tạo dùng cái này lại 50 nè, đó nó nhỏ để mình thấy đường, kéo cái thằng này ra đó. À cái này nó chưa có khóa cái đồ tạo khóa tạo đồ cho nó luôn, được chưa? À, vô tạo khóa cho nó ra này, phải để set key đi cho nó nha. Vừa đã thử sức cái file script rồi chắc tôi thầy xong chạy cái file script đổi lại cái thành cái script một cái data bài mới rồi. Còn không thì đấy xuất ra script cũng được, xuất ra script phải nhanh hơn, mình sửa lại cái tay là thành quản lý điểm tạm rồi mình chạy lại đúng rồi đó. À, ít thứ hai đó.
thì cái này thì mình biết cái việc làm import cái bản, còn không mình có thể mình sửa là script được chưa, mình script nó cái tay đổi là tay cái sẽ tiện thôi. Còn nếu mình tạo quá rồi tạo quan hệ nè, nhưng mà đúng là em nói hay đó, tức là dùng script thì mình không phải làm cái bước đó. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình vô thực hành đây, thực hành thì thực hành được chừng nào thực hành, buổi sau là mình sẽ thực hành, buổi sau là mình sẽ thực hành, mình học cái lý thuyết hai cái bài đó với là mình thực hành cái phần nào được. Còn buổi sau nữa là mình sẽ học qua phần thủ tục, được chưa? Này cái buổi này chưa không bắt buộc phải nộp cái phần này, buổi sau mới nộp bài này. Buổi này là tuần này là nhớ là làm và nộp câu số mấy, ba mấy, hai mấy đúng ba mấy. Được chưa? Rồi chờ đến thủ làm được đoạn mô ra làm đi. Đó, thêm chàng rồi tạo. Còn mà thay đổi cấu trúc mà thay một cái cột vô á, thì mình có thể mình dùng lệnh cũng được đây nè. Dùng lệnh enter table, add cái cột này vô cũng được. Hoặc là mình dùng mở và design mình thay một cột vô cũng được. Đó. Làm chừng nào, cái phần này làm chừng nào được thì làm. Còn để sau buổi sau mình sẽ tiếp tục làm phần này. Rồi là ra thủ làm đi. Hôm nay chắc là mình nghỉ sớm chứ cũng được. Cả tăng trưởng là nghỉ nhưng mà bay từ từ là thoát ra. 9 giờ cái mình làm là thoát ra. Rồi làm đi. Mình tự, mình tự làm như bạn nãy nói, thay vì mình làm cái này thì mình tạo ra một script để cho mình đổi đây lại chạy lại thử. Đó là đây này, mình khi mình truy vấn thì mình đi qua đây ra cái mình nhớ mình chỉ tới quản lý đi tạm đây này, chứ còn để lưu đây này là xóa mất đấy. Rồi thực hành đi. Rồi điểm danh thì ai ai hồi nãy điểm danh chưa điểm danh thì điểm danh cho. Đây. Em nãy chưa điểm danh nè. Rồi tên gì đây? Dạ, Nguyễn Văn Tuấn. Văn Tuấn. Rồi, bạn này đây. À, Triết hả? Minh Chiến là đầu tiên. Ai đây á? Đây. Đây. Tấn Ngọc. Rồi. Số mũi này. Già trẻ quá. Sáu giờ mãi luôn điện danh chưa thấy người luôn. 6 giờ mà không mười hai mãi. Đó, thay đây ngày điện danh làm sao điểm cao thấp cũng phần vô chỗ này thế này. Đó, đi học. Có chị đi học không? À, giờ nhưng mà được cái chuyên cần thì trời lắng nghe lâu lao hiểu là cũng được, có đứa đi đâu có không học lấy gì hiểu. Ví dụ nhìn cái bảng này đi học đầy đủ nè, có thể cộng thêm điểm bình thường. Thay là thầy dạy này không bây giờ thầy sốt điểm danh đấy nè, chỉ có đợt này là điện, do giáo bộ cũng dịch họ không gửi được danh sách thì thầy không điểm danh tất cả các lớp, thầy điểm danh đúng 15 buổi, không có sốt nữa buổi nào. Rồi để thầy coi lại thử mình học từ ngày mấy, học bao nhiêu buổi thì
coi lại mình học bao nhiêu buổi thì kim ngang bây giờ mới vô đó là kim ngang đây là đâu đấy với sinh viên lớp mà năm hai là lớp gì giống thầy giống thảo gì đây đây thì kim ngang bị ao đó thầy à em ao ra em dùng giá là dùng cái nick của Duy Tân á vô lại em có đăng ký mà đang bữa vẫn đang xuất ra đó thầy trừ vô lại là lúc mua thôi đã chứ không từ đầu đâu thầy đó em biết cho em đâu dạ ban đầu hồi nãy là em vô được cái sau cái ao ra cái bị phải đăng phải chừng phải vô phòng chờ đó thầy là buổi đầu tiên là mình học 28 tháng 9 đúng không anh? Ủa? À không, mình đi 28 hả? 28 tháng 8 chứ. 29 tháng 8. Ngày 8 tháng 9. Nè, điểm danh hai bữa đây nè. 29 tháng 8 này. Đó, 29 tháng 8 là buổi đầu tiên đúng không? Đó, ok. 29 tháng 8, ngày 5 tháng 9, ok. Học lâu rồi. Học cùng 15 buổi lại, 15 tuần, 4 tháng. Lớp kia là mấy bữa chạy nó học tuần hai buổi nha. Đâu đây thực hành đi. Bảy buổi rồi, tám buổi nè. À, thì mình học 2 tháng nữa, tháng 10 là tới qua tháng 12 chứ mấy chứ lâu tới Tết mà